Theo đó, căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án và chứng cứ thu thập được, ngày 17 tháng 2 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú tại đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy và giữ người trái pháp luật. Khởi tố Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội giết người, hiếp dâm. Khởi tố Lường Văn Hùng, sinh năm 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, và Lường Văn Lả, sinh năm 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi giết người. Ngày 18 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố thêm Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Bùi Văn Công là kẻ chủ mưu cùng với 4 đối tượng trên đã thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và giết người đối với nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Theo công an tỉnh Điện Biên, hiện vụ án vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ và cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Thưa toàn thể công chí, quan báo chí.